nghề Lưu Vĩnh Thanh, quen nghề Lưu Hạnh Quyên, quen nghề Lưu Mỹ Quyên, mình quen này lấy chồng nước ngoài, quen lấy người Singapore, chồng quen thì cái gì này tranh chồng quen là tranh mình mà cái đứa chồng quen là tranh trí bón nhớ bón bé bón hỏi bón buồn cười cho bà ấy làm sao rồi tôi cả quần nhá cái cô ấy buồn cười. Trần Trí Bón đúng rồi, Lưu Hành Quyên là Quyên, còn Uyên là Lưu Vĩ Uyên. Nhưng bây giờ Quyên sớm ngày được ở cái nhà ấy, cứ để ngồi xin, cho nên tiết sớm là phải. Ông ấy chết bị ung thư tiết và đưa lên bệnh viện người trên bệnh viện ca này. Hôm bà Thuần mình đưa ông để đưa lên bệnh ca đấy, thì bà mới đưa ra đang ngồi đấy. Tức là có hôm nghĩ nào nhỉ mà ông ấy đuổi bà mới chạy xuống. Nhí với mẹ Hồng ra xem công nước múa này. Mà ông cứ chửi bà